Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ bảy ngày 21 tháng 8, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Kiểm tra công tác chăm sóc và bảo vệ lúa mùa tại huyện Thái Thụy vào sáng nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bảo vệ an toàn các diện tích lúa mùa. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch liên ngành, không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động lễ Vu Lan báo hiếu không được tổ chức, song đạo hiếu vẫn được vẹn tròn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác chăm sóc và bảo vệ lúa mùa tại huyện Thái Thụy. Tham dự đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay hầu hết các diện tích lúa mùa của tỉnh đang phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân và rầy các loại đang gây hại trên diện rộng ở nhiều diện tích trà lúa khác nhau. Cao điểm sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 nở rộ từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8, gây hại trên diện rộng ở diện tích lúa đại trà, lúa gieo xạ, lúa cấy muộn ở các huyện Tiền Hải, Kiến Sương, mật độ trung bình từ 50 đến 70 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 150 đến 200 con 1 mét vuông. Nếu không tổ chức phòng trừ tốt, sâu cuốn lá nhỏ sẽ gây trắng lá đồng. Cùng với đó là sâu đục thân 2 chấm phát sinh trên đồng ruộng với mật độ cao, diện phân bổ rộng, có khoảng 50.000 hecta của các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương phải quán triệt triển khai thực hiện thật nghiêm túc công điện khẩn số 07 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa. Các huyện triển khai một cách rất là cụ thể, rất bài bản, rất là quyết liệt. Tổ chức cả hệ thống chính trị chúng ta tập trung cho cao độ phát động nhân dân để thực hiện cái phòng trừ cái đợt này. Và phòng trừ thì bảo đảm đúng thời điểm, đúng kỹ thuật, chất lượng thuốc phải đảm bảo. Đây là ngành nông nghiệp của đồng chí trong giai đoạn này nhé. Để phân công anh em tổ chức cái lực lượng thường xuyên đi kiểm tra đồng ruộng. Đây là sâu đục thân, còn những yếu tố sinh vật gây hại khác thì sao? Phải phát hiện và kịp thời tham mưu cái chỉ đạo, rồi là đôn đốc nhắc nhở, rồi là kiểm tra kết quả phòng trừ. Đấy là cái tôi cho rằng ngành nông nghiệp, đồng chí giám đốc nông nghiệp của đồng chí phải chịu trách nhiệm về đây. Tức là ngành nông nghiệp của đồng chí phải chủ trì cùng với lại Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh là đợt này phải tăng cường đi kiểm tra các cơ sở, các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo làm sao tất cả các thuốc đấy cho cái việc mà phòng trừ đợt này đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền và các tổ chức hội đoàn thể phải cùng vào cuộc một cách tích cực, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ và thực hiện nghiêm các hướng dẫn cũng như khuyến cáo của ngành chuyên môn để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, bảo vệ an toàn cho các diện tích lúa mùa. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, cùng đoàn đến kiểm tra hoạt động của chốt kiểm soát dịch liên ngành cầu Sông Hóa. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch liên ngành. Mục tiêu là kiểm soát chặt chẽ, không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra hoạt động của chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Sông Hóa, huyện Thái Thụy. Theo báo cáo của chốt thì trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt phương tiện với trên 1.500 lượt người qua lại. Riêng ngày cuối tuần như hôm nay, mật độ người và phương tiện có tăng cao hơn so với ngày thường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của thành viên chốt kiểm soát dịch thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng hiện nay tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập và lây lan rất cao. Đồng chí đề nghị từng thành viên của chốt phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm thật vững các quy định để hướng dẫn người dân ra vào tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là những người về ở những vùng có nguy cơ cao. Và trên cơ sở đó nắm bắt được thế thì em phải thông tin cho chính quyền cái xã phường thị trấn ở huyện này, nếu phải cách ly ở vùng đó là phải cách ly thì phải làm ngay để coi như là sơ sảnh ra lúc này rất là nguy đấy cho tỉnh đấy. Nên là hiện nay các chốt là phải hoạt động đồng bộ như thế, không phải riêng chốt nào cả, chốt nào cũng phải có trách nhiệm đấy. Phải làm tốt cái vai trò kiểm soát chặt chẽ mà người và cái phương tiện vào tỉnh đấy, đảm bảo làm sao tất cả nếu vào tỉnh thì phải đảm bảo cái điều kiện đấy, là cái quan điểm cái khoát này thế. Đồng chí cũng lưu ý tất cả phương tiện ô tô, xe máy, kể cả lái xe và hành khách vào tỉnh khi qua chốt phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không bỏ sót lọt người từ tỉnh ngoài vào mà không được kiểm soát, đặc biệt là người về từ vùng có nguy cơ cao.
sử dụng hiệu quả phần mềm tích hợp dữ liệu dân cư để nâng cao việc kiểm soát di biến động dân cư, phối hợp quản lý tốt giữa chốt kiểm soát với chính quyền cơ sở để chủ động áp dụng các biện pháp y tế phù hợp. Bản thân các thành viên làm việc tại chốt phải đề cao các biện pháp phòng chống dịch cho chính mình. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo ngay để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Mục tiêu là kiểm soát chặt chẽ, không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Thái Bình hiện đang là một trong ba tỉnh thành trong cả nước không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Trong 24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được 1.118 mẫu, trong đó 50 mẫu của trường hợp F0, F1, F2, 1.068 mẫu của trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác. Bước sang ngày thứ 3, Thái Bình không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người từ các vùng dịch phía Nam về tỉnh Thái Bình là hơn 5.700 mẫu. Tổng số mẫu xét nghiệm cho người trở về từ Hà Nội tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay là hơn 9.700 mẫu. Hôm nay, Thái Bình có thêm 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được công bố khỏi bệnh, xuất viện về địa phương tiếp tục theo dõi y tế theo quy định. Còn 32 bệnh nhân đang tiếp tục cách ly điều trị. Tại các cơ sở y tế khác, đang cách ly theo dõi sức khỏe 12 trường hợp. Sáng nay, huyện Tiền Hải chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa 4 khu cách ly tập trung, nơi ghi nhận các ca F0. Những ngày đầu tháng 8, huyện Tiền Hải tiếp nhận 377 người về từ thành phố Hồ Chí Minh trên các chuyến xe tự phát. Chỉ trong 2 tuần, trong số này đã ghi nhận 36 ca dương tính. Ngay khi phát hiện có ca F0, huyện Tiền Hải đã tiến hành phong tỏa 4 khu cách ly tập trung ở các trường mầm non xã Nam Thắng, Nam Trung, Nam Hồng, Nam Hải với tổng số 161 người. Sau 14 ngày thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Tiền Hải đã quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế, dỡ bỏ phong tỏa đối với 4 khu cách ly tập trung trên. Ban Chỉ đạo của huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn có công dân về cách ly tại địa phương tiếp tục là giám sát và theo dõi để làm sao đảm bảo không có cái tình trạng mà lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trong thời gian cách ly, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch và có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nên huyện Tiền Hải đã kiểm soát tốt tình hình dịch. Tất cả đều quản lý chặt chẽ, kịp thời cắt đứt nguồn lây, không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hôm nay, 161 công dân tại 4 khu cách ly đều khỏe mạnh, kết quả 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả đã nhận giấy hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về nơi cư trú, tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày. Với đội ngũ bác sĩ, đội ngũ công an đã hỗ trợ cho anh em để có cái thời gian cách ly an toàn và rất là đảm bảo. Sau khi cách ly xong, về đến địa phương thì bản thân chúng tôi đã cách ly 14 ngày tại nhà. Ngay sau khi dỡ bỏ phong tỏa, các lực lượng lại tiếp tục tiến hành tổng vệ sinh môi trường khu cách ly, thu gom xử lý rác thải, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực xung quanh và bàn giao cơ sở lại cho địa phương để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường trong thời gian tới. Nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác phòng chống dịch, sáng nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Bình tổ chức diễn tập phòng chống dịch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn da giày xuất khẩu Thành Phát. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự buổi diễn tập. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất giày dép với hơn 1.000 lao động, nên doanh nghiệp này đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với từng bộ phận để chuẩn bị cho cuộc diễn tập hôm nay. Tình huống giả định là sau khi được Trung tâm Y tế thành phố thông báo có một ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân đang làm việc tại đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của công ty đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, phong tỏa tạm thời doanh nghiệp và toàn bộ xưởng in, truy vết F0 và các F1, F2, F3, tiến hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại công ty. Qua những cái buổi diễn tập như này giúp chúng tôi trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng về phòng chống dịch. Qua đó khi mà không may công ty mà có xảy ra cái trường hợp bị nhiễm COVID-19 thì chúng tôi có thể đưa ra được những cái phương án xử lý một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Theo cái kịch bản thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái xưởng in lấy làm cái điểm làm diễn tập hôm nay để cho người lao động biết được tầm quan trọng của cái dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình diễn tập, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến một số lực lượng tham gia. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên quy trình và các bước diễn tập vẫn được triển khai theo đúng hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.
dựa vào các cái văn bản chỉ đạo của các sở ban ngành của tỉnh, thành phố, chúng tôi cũng xây dựng lên một cái kịch bản chi tiết cụ thể để tuyên truyền cho người lao động cách xử lý các cái tình huống. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp đánh giá toàn diện, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phương án, quy trình phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao tính chủ động để có thể sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu. Hoạt động này cũng nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch, xử lý các tình huống đột xuất bất thường, bảo đảm sự an toàn cho người lao động và doanh nghiệp. Cũng để ngăn chặn nguy cơ xuất hiện dịch ở cộng đồng, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch, trong đó sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về quy định phòng chống dịch trên địa bàn. Thành phố Thái Bình chỉ đạo lực lượng chức năng và Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác phối hợp thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cán bộ và nhân dân. Phát huy vai trò tổ tự quản của các hội đoàn thể, các khu dân cư, thôn, tổ dân phố trong việc quản lý chặt chẽ người từ tỉnh ngoài, đặc biệt là người từ vùng dịch về. Yêu cầu hướng dẫn lái xe vận tải luồng xanh thuộc địa bàn quản lý thực hiện khai báo y tế đầy đủ sau mỗi chuyến đi. Thành phố thành lập 2 tổ kiểm tra liên ngành duy trì xuống đường tuần tra kiểm soát trong và ngoài giờ hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, đặc biệt là các trường hợp kinh doanh ăn uống không thực hiện quy định đóng cửa sau 21 giờ hàng ngày, không chấp hành các quy định phòng chống dịch và các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương nếu buông lỏng, chủ quan lơ là trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuyển sang các tin tức khác. Sau quãng thời gian khó khăn do thị trường quốc tế gặp khủng hoảng bởi diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có những tín hiệu tích cực trở lại. Toàn tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 140 doanh nghiệp chuyên về may mặc, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ngoài yếu tố thị trường thế giới đang dần ổn định trở lại và tác động tích cực từ các FTA mang lại, các doanh nghiệp đã thực hiện hiệu quả các chỉ đạo và giải pháp của tỉnh Thái Bình về mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất. Việc các doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch khiến cho người lao động yên tâm làm việc, bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu ở các nước có những tiêu chí rất khắt khe như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng chủ động tiếp cận thêm các đối tác mới, đàm phán thành công nhiều đơn hàng cho hết năm 2021 và các đơn cho năm sau. Doanh nghiệp may mặc có những tín hiệu tích cực trở lại là nhờ sự chủ động phòng dịch. Ngoài ra, đa dạng hóa đơn hàng cũng là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp may duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, hạn chế mức thấp nhất những tác động do đại dịch COVID-19 gây ra. Xí nghiệp may Đồng Thắng là một ví dụ. Theo đó, doanh nghiệp thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và cách thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, người lao động, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát trùng, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt người lao động 2 lần mỗi ngày, có biện pháp cách ly kịp thời nếu có những biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19, bố trí sắp xếp lại các chuyền sản xuất một cách khoa học hợp lý, giữ khoảng cách tối thiểu theo khuyến cáo của ngành y tế. Mặt khác, điều hành sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, thay vì chỉ sản xuất đơn hàng truyền thống, doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm và nguồn cung ứng nguyên liệu, mở rộng thị trường nội địa. Từ đầu năm đến nay, doanh thu đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo việc làm ổn định cho trên 120 lao động, với mức lương bình quân hơn 6 triệu đồng một người một tháng. Tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, gia đình anh Lại Văn Hòa đã phát triển thành công mô hình nuôi cá thương phẩm nhờ chịu khó học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hiện nay, gia đình anh Lại Văn Hòa đang nuôi cá trên diện tích gần 8 hectare, đầu tư khoảng 6 tỷ đồng xây dựng hệ thống các ao nuôi cá giống và cá thịt. Các loại cá được anh Hòa nuôi với mật độ dày gồm chấm, chép, rô phi đơn tính. Để cá khỏe mạnh và lớn lên trong mật độ dày, anh Hòa sử dụng chế phẩm sinh học hợp lý, xử lý thức ăn thừa nhằm bảo vệ môi trường nước luôn sạch sẽ. Nhờ đó, mỗi năm anh Hòa thu được 2 lứa cá, mỗi lứa đạt từ 80 đến 90 tấn, được thương lái tới tận nơi thu mua. Sau khi trừ chi phí, anh Hòa thu lãi trên 500 triệu đồng một lứa. Theo quan điểm của Đạo Phật, rằm tháng 7 hàng năm còn được biết đến là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Đây là ngày để con cháu nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ Vu Lan báo hiếu cũng có nhiều thay đổi, hướng về cội nguồn, thể hiện tấm lòng với các đấng sinh thành, mỗi người lại có cách làm khác nhau.
Dẫu những đứa trẻ này chưa hiểu hết về ý nghĩa của chữ hiếu, nhưng trong mùa hiếu hạnh này, chị Vũ Thanh Hà vẫn muốn để các cháu của mình cùng nghe giảng pháp về ý nghĩa của lễ Vu Lan qua online. Đó cũng là cách để nhắc nhớ mỗi thành viên trong gia đình luôn nhớ tới công ơn các đấng sinh thành. Mình cũng muốn nhắc nhở các cháu là luôn luôn quý trọng những người đã sinh thành ra mình. Bố mẹ chồng mình thì cũng đã mất lâu rồi. Thế nhưng mà mỗi lần dịp Vu Lan, nói chung là chị rất là nhớ bà. Thay vì lên chùa tham dự đại lễ Vu Lan như những năm trước, gia đình bà Nguyễn Thị Hải sửa soạn làm lễ dâng hương tại gia. Bởi theo bà Hải, Vu Lan cũng như những ngày lễ trong năm, dù có lên chùa hay làm lễ tại nhà, đều là những việc làm xuất phát từ tâm, từ tấm lòng hiếu hạnh của con cái đối với cha mẹ, tổ tiên. Chúng tôi thì ở nhà tụng kinh niệm Phật hàng ngày để hồi hướng cho gia tiên tiền tổ, ông bà, bố mẹ hiện tại và cũng như quá khứ. Ngày lễ Vu Lan, tức là ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, trở thành ngày truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân. Năm nay do dịch Covid-19, những buổi lễ bông hồng cài áo không được tổ chức. Việc người dân tập trung cầu nguyện ở chùa cũng không còn. Dù vậy điều đó không làm mất đi ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, mà đạo hiếu vẫn được vẹn tròn. Năm nay cũng là một cái năm mà cả đất nước ta cũng cùng chung cái cảnh ngộ mà đại dịch Covid-19, nên mọi hoạt động của tăng ni Phật giáo Việt Nam trên mọi lĩnh vực thực hiện những cái tâm nguyện về tâm linh, người tín ngưỡng xong, mới quan trọng là cái việc chúng ta chung sức đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân để phòng và chống dịch. Đạo hiếu luôn có sẵn trong tâm thức của mỗi người. Cho dù được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào, thì chữ hiếu vẫn luôn vẹn nguyên. Đó chính là sự tôn trọng, trân quý, công ơn đấng sinh thành dưỡng dục và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, song để chuẩn bị cho ngày tự trường năm học mới, những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Vũ Thư đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh đến trường. Gần 4 tháng kể từ thời điểm tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19, ngày 1 tháng 9 tới đây, cô và trò trường mầm non Song An được quay trở lại trường học, cũng là để chào đón một năm học mới. Những ngày này, cô Trang cùng 27 cán bộ giáo viên khác cùng dọn dẹp vệ sinh lại toàn bộ khuôn viên trường học và vệ sinh đồ dùng đồ chơi cho học sinh. Rất là vui và phấn khởi bởi vì các con đã được quay lại trường và chúng tôi đã vệ sinh các đồ dùng cá nhân như là giặt chăn, chiếu, thảm và rửa đồ dùng đồ chơi bằng clorin B, phơi khô để chuẩn bị đón cho các con. Trên tinh thần nâng cao thực hiện phòng dịch, khẩu hiệu 5K được các nhà trường tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt qua các băng rôn khẩu hiệu được đặt tại khu vực dễ quan sát. Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu tổ chức ăn bán trú cũng được chú trọng. Khu vực bếp ăn của nhà trường, nhân viên nuôi là vệ sinh và khử khuẩn và sấy khô toàn bộ cái đồ dùng vệ sinh, dụng cụ ăn uống của các con. Buổi sáng ngày 1 tháng 9 tới đây, nhà trường sẽ chỉ đạo toàn bộ cán bộ giáo viên và kết hợp với phụ huynh là sẽ khi đưa các con đến trường là phụ huynh sẽ khai báo y tế và đo thân nhiệt cho các con. Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tự Tân, dãy nhà mới gồm 8 phòng học và phòng chức năng đã hoàn thiện đúng kế hoạch, sẽ được đưa vào sử dụng ngay khi học sinh tựu trường. Nhà trường cũng đã rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, đặc biệt là sách giáo khoa mới, phục vụ cho khối lớp 2, lớp 6 và các thiết bị đồ dùng học tập cho học sinh và giáo viên. Chúng tôi rà soát kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất của các phòng học, phòng chức năng như là điện, đường điện, quạt mát, bàn ghế và các cái trang thiết bị. Và cho đến bây giờ thì tất cả học sinh của nhà trường đã có đủ sách giáo khoa. Đặc biệt chúng tôi quan tâm đến học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên có đầy đủ sách giáo viên và sách tham khảo. Theo dự kiến, năm học 2021-2022, huyện Vũ Thư đón trên 45.000 học sinh ở các bậc học đến trường. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học,
các nhà trường chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng sẽ được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.